trở lại với chương trình 5 phút bảo vệ sức khỏe cùng Nu Skin. Kỳ 11 giới thiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lifepack. Đây là sản phẩm giúp cân bằng sự thiếu hụt dinh dưỡng vi lượng. Tại sao Lifepack được xem là sản phẩm nền tảng giúp cân bằng hệ dinh dưỡng vi lượng? Vì bữa ăn hàng ngày của chúng ta rất khó để có thể đảm bảo đầy đủ tất cả các chất vi lượng cần thiết cho cơ thể trong mọi lúc, mọi thời điểm. Các chất vi lượng, mặc dù cơ thể chúng ta chỉ cần một lượng rất ít, nhưng nếu thiếu hụt sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa chất ở bên trong cơ thể và về lâu dài sẽ để lại những hậu quả rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài các vitamin, khoáng chất thường được biết đến, việc bổ sung thêm các dưỡng chất thực vật giúp gia tăng bảo vệ cơ thể, chống lại quá trình oxy hóa tốt hơn. Sản phẩm Lifepack là một sản phẩm rất được yêu thích trong số các thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Nu Skin với những đặc điểm nổi bật như sau. Đây là hỗn hợp đa dinh dưỡng với hơn 40 vi chất, trong đó bổ sung đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, trở nên đặc biệt với công thức bổ sung đa dạng các dưỡng chất thực vật đem lại tác dụng bảo vệ, chống oxy hóa mạnh như nhóm catechin, quercetin, norethylin, hesperidin, polyphenols, resveratrol. Và để đạt được tất cả những giá trị dinh dưỡng từ một gói Lifepack, cơ thể chúng ta có thể phải tiêu thụ cả một tháp thực vật mới đem lại những giá trị tương đương. Điều này trở nên gần như bất khả thi. Để tồn tại nhu cầu dinh dưỡng thông thường thì có thể đáp ứng được. Nhưng để có được một sự bảo vệ tối ưu, chúng ta nên xem xét một chế độ dinh dưỡng bổ sung đặc biệt hơn. Kết quả khảo sát những người sử dụng Lifepack cho thấy rằng họ có nhiều năng lượng hơn, họ ít bị bệnh hơn và họ ngủ tốt hơn. Lifepack giúp đem lại các lợi ích tập trung vào sự thiếu hụt dưỡng chất, lợi ích cho hệ tim mạch, bổ sung dưỡng chất cho xương, tăng cường chức năng của hệ miễn dịch, hỗ trợ quá trình trao đổi lượng đường trong máu, bảo vệ chống lại các dấu hiệu lão hóa, tăng cường khả năng chống oxy hóa, khuyến khích chức năng và bảo vệ làn da tối ưu. Từ đó đem lại sự chống lão hóa toàn bộ các cấu trúc cơ quan, bảo vệ sức khỏe, duy trì sự trẻ trung linh hoạt của cơ thể. Hướng dẫn sử dụng Lifepack, đối tượng sử dụng đó là dành cho những người trưởng thành, liều dùng một viên một lần với 240ml nước cùng với bữa ăn hoặc ngay sau bữa ăn. Và tùy theo mức độ hoạt động và khả năng dung nạp của cơ thể, chúng ta có thể điều chỉnh liều dùng để phù hợp cho từng người. Tối thiểu nên dùng là một viên mỗi ngày. Với chế độ dinh dưỡng thông thường, khuyến nghị nên dùng 3 viên một ngày. Và tối đa chúng ta có thể dùng đó là 6 viên một ngày dành cho những ai có chế độ vận động và dinh dưỡng cao. Rất cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người vào kỳ sau nhé!